Kính chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin 10 phút cập nhật, bản tin chuyên biệt về đời sống công nghệ, thông tin và truyền thông của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Bản tin hôm nay ngày 13 tháng 4 sẽ có những thông tin đáng chú ý như sau. Mobifone phát triển thêm 6 triệu thuê bao mới trong quý 1 năm 2016. Thêm giải pháp bảo mật cho trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. Uber tiết lộ thông tin khách hàng và tài xế cho cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Thưa quý vị, trong 3 tháng đầu năm 2016, dù vướng vào thời gian nghỉ lễ dài, song tổng công ty Mobifone vẫn duy trì được tốc độ phát triển và cơ bản hoàn thành kế hoạch kinh doanh. Đáng chú ý, nhà mạng này đã có thêm 6 triệu thuê bao di động mới. Đây là thông tin được đại diện nhà mạng Mobifone chia sẻ tại lễ sơ kết công tác quý 1 năm 2016 diễn ra sáng ngày 13 tháng 4 tại Hà Nội. Với 6 triệu thuê bao mới, Mobifone hiện có tổng 19.367.000 thuê bao hoạt động và phát sinh cước, trong khi các chỉ số doanh thu thông tin thoại, thông tin SMS, dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ nội dung đều tăng hơn so với kế hoạch, thì mảng doanh thu từ thông tin dữ liệu, data vẫn còn hơi thấp, đạt gần 90% so với kế hoạch. Riêng mảng truyền hình tuy mới tiếp quản AVG, song Mobifone cũng đã phát triển mới được 230.000 thuê bao, mang lại doanh thu hơn 342 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch năm 2016. Nhìn nhận năm 2016 có vai trò đặc biệt quan trọng, tiền đề của giai đoạn 5 năm từ 2016 đến 2021. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải cũng nhấn mạnh, Mobifone cần có một phương án mô hình kinh doanh cụ thể hơn để khai thác dịch vụ truyền hình cho hiệu quả, cũng như hình thành một bộ phận riêng biệt về mảng công nghệ thông tin, dịch vụ công, chính phủ điện tử. Bởi kinh nghiệm cho thấy, các doanh nghiệp viễn thông với hạ tầng truyền dẫn lớn sẽ có nhiều cơ hội phát triển tốt ở mảng này, nhất là khi doanh thu từ viễn thông đang dần bão hòa. Luật an toàn thông tin mạng sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, là căn cứ pháp lý đầy đủ nhất từ trước đến nay tại Việt Nam để bảo vệ cho lợi ích cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và quốc gia trên không gian mạng. Đây là thông tin được chia sẻ tại Hội nghị phổ biến luật an toàn thông tin mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho biết, để triển khai hiệu quả các quy định của luật an toàn thông tin mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông theo thẩm quyền sẽ chủ trì xây dựng các văn bản dưới luật và hướng dẫn triển khai. Song song với đó là trách nhiệm phổ biến các quy định của luật tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thực thi và áp dụng luật trên toàn quốc, sao cho phải hiểu đúng và áp dụng đúng văn bản quy phạm. Nội dung phổ biến tập trung giới thiệu hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thông tin mạng. Các quy định về kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng nói chung và các quy định cụ thể về kinh doanh mật mã dân sự và cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, tham luận về một số vấn đề liên quan để triển khai luật của một số tổ chức doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, khi công nghệ ngày càng phát triển, tội phạm máy tính đã trở thành một vấn đề mang tính toàn cầu. Ước tính mỗi năm có khoảng 90 triệu mối đe dọa tấn công mạng trên toàn cầu. Điều này khiến cho các tổ chức doanh nghiệp hết sức lo lắng. Nhằm giúp các tổ chức doanh nghiệp có thể cân bằng lại các yêu cầu và kết nối an toàn, tiết kiệm chi phí, một buổi hội thảo với chủ đề nhận diện nguy hiểm, tối ưu hóa hiệu suất đã được tổ chức mới đây tại Hà Nội. Tại cuộc hội thảo, các chuyên gia bảo mật đến từ Napoleon đã giới thiệu, cung cấp cho doanh nghiệp Việt Nam những giải pháp tổng thể, linh hoạt trong việc gia tăng hiệu quả bảo mật, cá biệt hóa tuyến phòng thủ để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng, tăng khả năng mở rộng và đơn giản hóa kiến trúc mạng trong các trung tâm dữ liệu. Các giải pháp này đã nhận được sự đón nhận, đánh giá cao của giới chuyên môn vì khả năng tối đa hóa hiệu suất mạng, bảo vệ tài sản số hiệu quả, giúp các doanh nghiệp hoàn thành sứ mệnh kết nối giữa người dùng và dịch vụ mọi lúc, mọi nơi. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Một website chuyên bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ từ các làng nghề truyền thống vừa được ra mắt tại địa chỉ aloni.com. Đại diện công ty Thiên Rồng Việt, đơn vị chủ quản website này cho biết, tôn chỉ của trang này là có ít nhất 80% các sản phẩm được giới thiệu sẽ là các mặt hàng thủ công từ các làng nghề truyền thống của Việt Nam. Việt Nam hiện có hơn 5.000 làng nghề thủ công truyền thống, thu hút khoảng 13 triệu lao động nông thôn. Website này sẽ góp phần quảng bá sản phẩm Việt Nam với thế giới nhiều hơn. Tập đoàn Autodesk cho biết, từ ngày 1 tháng 8 năm 2016,
đơn vị này sẽ áp dụng bán các sản phẩm dịch vụ là phần mềm thiết kế theo hình thức thuê bao. Khi chính sách này có hiệu lực, tập đoàn sẽ cung cấp những tùy chọn đăng ký mới, đơn giản để khách hàng có thể truy cập vào nhiều sản phẩm. Chính sách thuê bao mang đến một trải nghiệm khách hàng đơn giản, chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn cho sản phẩm và dịch vụ phần mềm thiết kế điện toán đám mây của Autodesk với các lựa chọn thuê bao theo nhiều năm, hàng quý hoặc hàng tháng. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thực tế ảo đã tương đối phổ biến với những người yêu công nghệ, nhưng với đại bộ phận xã hội, đây vẫn là thứ gì đó có trong tưởng tượng hoặc là một món đồ chơi xa xỉ với giá thành quá cao. Việt Nam đã mạnh dạn bước vào sân chơi này khi lần lượt cho ra đời những sản phẩm made in Việt Nam có giá thành rẻ và phù hợp với túi tiền của người dùng Việt. Thế nhưng con đường để công nghệ thực tế ảo Việt Nam bước ra thế giới vẫn còn lắm chông gai. Đến thời điểm hiện tại, có lẽ cái tên Horus Glass, kính thực tế ảo thương hiệu Việt đầu tiên xuất hiện vào cuối năm 2014 đã dần trở nên quen thuộc với người yêu công nghệ trong nước. Tuy nhiên, ít người biết rằng dự án này đã được khởi công ngay từ khoảng cuối năm 2013, là thời điểm mà thị trường thực tế ảo còn rất sơ khai, đi trước rất nhiều so với các hãng lớn trên thế giới. Chính vì vậy, Horus Glass cũng được đánh giá là dự án mang tính mở đường cho công nghệ thực tế ảo tại Việt Nam. Thì cái sản phẩm này bây giờ bên mình đang sử dụng là để chơi được cái game trong máy tính của bản demo thôi, và trong tương lai, tức là vài ngày tới, thì cái sản phẩm này với mình đã có thể chơi được game trên điện thoại. Tiếp nối Horus Glass, kính thực tế ảo Sky VR là sản phẩm made in Việt Nam thứ hai trong lĩnh vực này. Với mong muốn phổ cập công nghệ thực tế ảo, hai bạn trẻ đến từ trường Đại học Quốc gia đã nung nấu ý tưởng thiết kế và sản xuất một chiếc kính thực tế ảo do chính người Việt chế tạo và sản xuất ngay tại Việt Nam, nhưng đặc biệt là mức giá không quá đắt đỏ như những sản phẩm đang có trên thị trường. Cái này là hàng Việt Nam bọn mình tự sản xuất và nghiên cứu, nên là chắc chắn sẽ không có độc hại gì. Với lại cái chất lượng của nó xem cũng khá là tốt, và so với một số cái kính đắt tiền khác như có một số các kính mà giá lên là tiền triệu, thì bọn mình thấy chất lượng nó cũng không hề thua kém nhiều. Tuy nhiên, khi những sản phẩm made in Việt Nam chưa kịp được phổ cập đến người dùng, thì hàng chục loại kính thực tế ảo chủ yếu được nhập từ Trung Quốc, đa dạng về mẫu mã, chủng loại, giá cả đã tràn về thị trường Việt. Theo khảo sát của phóng viên VTC, ngay sau khi công nghệ thực tế ảo được trình diễn và gây sốt tại triển lãm di động thế giới MWC 2016 tại Barcelona, thì mặt hàng này cũng bắt đầu được lùng sục tại Việt Nam. Cái kính thực tế ảo này, trung bình một ngày thì mình phải có 20-30 đơn. Cái nguồn hàng cung cấp của mình thì vẫn là của từ Trung Quốc. Không chỉ vấp phải sự cạnh tranh của nhiều mặt hàng trôi nổi, thời gian gần đây, khi những ông lớn công nghệ gia nhập thị trường này, thì lối đi cho những chiếc kính thực tế ảo thương hiệu Việt sẽ ngày càng khó khăn hơn. Thị trường của Việt Nam hiện tại và thời điểm hiện tại chưa phải là lớn so với cả các nước ở trên thế giới, cho nên bên mình hướng đến thị trường quốc tế đầu tiên. Tuy nhiên, cái thị trường Việt Nam là một thị trường đánh giá không phải là thấp, bởi vì nó vẫn có một bước tiến so với cả nước trong khu vực. Nếu một ngày không xa mà công nghệ thực tế ảo mà phổ biến với mọi người, thì chắc chắn bọn mình sẽ tham dự vào cái thị trường đó. Với niềm đam mê công nghệ, tìm tòi sáng tạo, sự bùng nổ của công nghệ thực tế ảo trong năm 2016 cũng sẽ là cơ hội để hàng loạt sản phẩm của người Việt vươn tầm ra quốc tế. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 10 phút cập nhật ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.